vài tâm tình từ lúc mới đến cho đến bây giờ. Trước tiên khi nghe thấy hai sinh viên của trường đây, hai em đã đứng hát ấy, tôi cảm thấy là trong lòng có nhiều ông bà cũng có ao ước giá mà mình có được đứa con như vậy. Tôi cũng cảm thấy cái lòng ao ước của rất nhiều người. Nhìn thấy hai cái em này, chắc mình như bố mẹ các em này hạnh phúc quá. Giá mà mình có được các con cái như vậy nhỉ? Là một cái lòng ao ước. Anh chị em có nhiều cái ao ước lắm. Bây giờ bắt đầu từ ao ước vật chất nho nhỏ. Tôi thấy các cái nhu cầu của người nghèo, người đau yếu bệnh tật, người đau khổ, những người cô đơn, các cụ già, nhất là các cụ già neo đơn, nó mênh mông như biển cả. Tất cả những gì về vật chất mà cha giám đốc, cha phó giám đốc cùng tất cả quý cha, quý sơ, các anh chị em trong ban bác ái xã hội Caritas và các ân nhân cộng tác mà giúp đỡ, nếu mà nhìn không vậy thì thấy nhiều, nhưng mà nhìn vào cái nhu cầu cần phải đáp ứng thì nó đúng là muối bỏ biển. Nhưng mà ở đằng sau cái muối đó, nó có một cái chất là chất mặn, chất tình yêu. Và cái đó thì nó lại lớn. Ở trong một hạt muối thôi, chỉ một hạt muối thôi nó đủ để làm cho một bát canh được đậm đà. Thì điều mà cha giám đốc, cha phó giám đốc cùng với quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các anh chị em thuộc ban bác ái xã hội Caritas của giáo phận và các ân nhân cộng tác để đưa đến những phần quà nho nhỏ cho các anh chị cũng như là ở tại các giáo xứ, các giáo hạt, thì cái quan trọng là đằng sau nó có cái hạt muối á, cái chất mặn ấy. Ở trong gia đình nhiều khi mình đâu có nhiều đâu, chút thôi mà con cái nó hạnh phúc. Tôi muốn kể cho các ông bà chị em một cái cảm nghiệm của chính tôi á. Năm 54, khi gia đình tôi chỉ có mẹ với hai chị thôi và tôi bỏ miền Bắc để di cư vào trong miền Nam này. Khi đi như vậy, nhà cửa ruộng nương đất đai để lại hết, ra đi hầu như tay trắng. Thì ra đến nhà làng của tôi, mà làng quê ở vùng Nam Định, vào Hải Phòng chẳng có gì cả. Thế thì có một người quen biết, người ta đến để thăm ban tối, họ hàng xa và ở Hải Phòng đến thăm. Lúc đó tôi đang ngủ rồi, lúc tôi còn nhỏ. Họ cho được một trái cháo, trái táo. Lúc đó quý lắm. Thế thì tôi ngủ tôi biết gì đâu. Sáng sớm hôm sau khi dậy, mẹ tôi để cho tôi một cái miếng táo. Đây là phần của con. Chỉ có mỗi một miếng táo, nó bằng hai cái ngón tay này. Mà tôi hạnh phúc cho đến ngày hôm nay, nghĩ đến cái miếng táo đó. Bởi vì tôi biết là để lại cho tôi cái miếng táo đó đó, mẹ tôi phải hy sinh cái gì đó, hay là có khi không ăn không biết chừng. Bởi vì gia đình có mẹ rồi các anh chị 4-5 người như vậy, một trái táo mà bổ ra, để lại cho tôi có một miếng táo bằng hai cái ngón tay này, mà tôi còn hạnh phúc cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến miếng táo đó. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em
chúng ta gọi là người nghèo. Về vật chất chúng ta thiếu thốn, mà có ai đi chăng nữa mà có đến giúp đỡ các người nghèo trong số phận chúng ta, có cho bao nhiêu cũng không xuể. Về vật chất được bằng nào cũng không đủ để đáp ứng vào các nhu cầu. Nhưng mà quan trọng ấy là đằng sau cái đó có tất cả một tình yêu. Mà tình yêu không phải chỉ có của những người đó không, mà là tình yêu có cái chất Chúa, nó phát xuất từ Chúa. Cho nên chúng ta gặp gỡ nhau hôm nay, một phần quà có lẽ cũng quý, nhưng mà đối với các nhu cầu của chúng ta không thấm ở đâu cả. Nhưng mà cái phần quà nhỏ đó, nó mang một cái tình yêu lớn lao lắm. Một hạt muối đủ để làm cho bát canh được đậm đà, bởi vì nó có cái chất mặn. Thế thì phần quà này nó có cái chất tình yêu ở trong đó. Thì tôi xin các ông bà, quý anh chị em, các cháu nhỏ hãy đón nhận những gì mà ban bác ái Caritas có thể làm được cho anh chị em, và hãy nhận lấy cái tâm tình, tình nghĩa. Bởi vì sự thật ra tất cả những người này ở có thể đi làm hay là không đi làm, ở nhà nghỉ, mà đến đây là có một phần của tình thương yêu ở trong lòng đối với quý ông bà, quý anh chị. Đấy, tôi xin được chia sẻ với quý ông bà, quý anh chị một điều nho nhỏ. Và một lần nữa tôi cảm ơn cha giám đốc, cha phó giám đốc, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các anh chị trong ban bác ái xã hội Caritas và chăm sóc bệnh nhân. Đây mới chỉ là đại diện thôi, còn nhiều người còn ở nhà đấy cơ. Xin về nói đức cha cảm ơn lắm, bởi vì qua đó tình nghĩa của giáo phận và hơn nữa tình nghĩa của Chúa có thể tới được những người Chúa yêu thương, những người con cái của Chúa mà vì hoàn cảnh sự quan phòng Chúa còn đang để đó, để Chúa có thể diễn tả tình yêu được cho những người con yêu quý này của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người, những người phục vụ người nghèo cũng như chính những anh chị em nghèo. Tôi xin hết lòng cảm ơn.